chào thầy cô và các bạn. Là làm tôi kể từ lại sinh viên khóa 1 năm 2 của trường học EDX. Với buổi học hôm nay đó là bộ môn nghiên cứu về con người. Thì hôm trước chúng ta nói về phần minh triết, thì hôm nay chúng ta nói về phần ethics, là phần lương tâm. Lương tâm này thì nó một phần thôi, còn rất là nhiều cái bên dưới nữa, tôi sẽ nói buổi hôm sau. Và hôm nay thì tôi sẽ nói về phần lương tâm đầu tiên. Và chúng ta hay định nghĩa một chút lương tâm là gì và tại sao cần lương tâm. Để giải thích được hai câu hỏi này thì chúng ta đi theo một cái câu nói của một đạo Phật, của nhà Phật, đó là lánh giữ lòng lành. Ở đây tôi phân tích như sau: lánh giữ thì nó ở trạng thái là xấu, xấu ở đây xấu trong vô thức và xấu ở hình thức. Xấu ở vô thức nó là gì? Nó là tinh thần và hình thức là thể xác. Ở trong tinh thần, tại sao có từ xấu? Xấu ở trong tinh thần nó là nói về tính cách con người, về nhân phẩm. Muốn biết một con người để có nhân phẩm tốt hay là có vô thức hay tinh thần, nó có giá trị tạo ra các giá trị trong môn sinh mọi vật xung quanh chúng ta, thì chúng ta phải nhìn vào tính cách và dựa trên nhân phẩm họ khi chúng ta tiếp xúc. Và khi xảy ra một vấn đề nào đó, xảy ra một câu chuyện nào đó, hay là một hoàn cảnh đó, cái người trực tiếp đối mặt với cái đấy, cái hoàn cảnh, sự vật, sự việc đó, thì lúc đó chúng ta biết rằng họ có lương tâm hay không. Và muốn biết người ta có lương tâm hay không thì trái với cái đầu tiên là chính bản thân chúng ta biết chúng ta có lương tâm hay không. Tiếp theo đó là khi chúng ta biết được các điều này thì chúng ta sẽ xuống dưới này. Và ngược lại từ lương tâm đó là hổ thẹn. Hổ thẹn đây chỉ là sợ. Cái tụt cùng của mọi vấn đề là chính tụt sợ. Sợ đây là sợ ngược lại với từ lương tâm. Nó không tạo ra giá trị. Thì ở đây hôm nay tôi có liệt kê và có ghi rất kỹ mức mà tôi hiểu rằng là khi tạo ra giá trị là vì người khác làm nên mọi việc, vì người khác để tạo ra giá trị cho muôn loài. Thì như vậy được gọi là nhân, như vậy được gọi là lương tâm. Mà lương tâm ở đây được xây dựng trên một hệ thống niềm tin có sẵn và một hệ thống niềm tin nó có đủ độ lớn để chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn. Như vừa nãy tôi có nói là hổ thẹn là ngược với từ lương tâm, không tạo ra giá trị cho muôn sinh muôn loài vạn vật. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là tôi lấy một câu chuyện một ví dụ cho chúng ta hiểu rõ. Khi trước đây cách đây khoảng 3 năm tôi làm một việc đó, mà lúc tôi khi tôi làm xong tôi cảm thấy lăn tăn và hổ thẹn với công việc, hay là hổ thẹn với việc mình đã làm. Như vậy qua cả quá trình 3 năm đó đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ lại tôi cảm thấy là không sai. Mà lúc đấy tôi suy nghĩ là sai, nhưng đến bây giờ tôi suy nghĩ là không sai. Thì làm sao để giải thích và giải thoát được cái vấn đề đấy, thì chúng ta cần có một trái tim, một cái độ bao dung rất là lớn và một cái tư tưởng sự minh triết rõ ràng. Khi chúng ta nhìn nhận những vấn đề chúng ta làm và là sai, thì lúc đấy là do sự minh triết của chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ lớn và chưa đủ minh bạch để phân biệt đâu đúng đâu sai. Và đến bây giờ chúng ta đã phân biệt được đâu đúng đâu sai, thì chúng ta hãy nên bao dung lại những cái điều chúng ta làm trong quá khứ để chúng ta xây dựng lại một niềm tin mới, để tạo ra một giá trị mới. Vì trong một cuộc đời con người không ai không tạo sai, không ai là không làm sai, và tất cả mọi người chúng ta biết sai biết sửa, đấy là vấn đề chúng ta cần nói lên. Và khi cái sự bao dung, cái lương tâm và cái trái tim của chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Khi một đứa trẻ 3 tuổi nó có suy nghĩ khác, nó có hành động khác với một người 18 tuổi. Và người 18 tuổi sẽ khác với một người 40 tuổi. Và người 40 tuổi sẽ khác với một người 80 tuổi hay 90 tuổi. Đấy gọi là theo thời gian chúng ta cần biết cách bao dung và
độ lượng cho những cái điều đó xảy ra. Và khi nào chúng ta tạo ra giá trị thì ở đây tạo ra giá trị là tạo ra những cái điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, mọi vật xung quanh. Chúng ta làm mọi vấn đề đều vì người khác, mà vì người khác cũng là vì chính mình. Tại sao vậy? Trong vấn đề tột cùng của mọi câu chuyện hay là mọi vấn đề chúng ta nói, chúng ta luôn luôn nói là vì người khác chúng ta mới làm lên vấn đề này. Thì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ vì bản thân chúng ta làm nên cái đấy để đáp ứng được cái nhu cầu và cái gọi là lương tâm bản thân của chúng ta mà thôi, chứ không phải là vì người khác nói thế này, vì người khác nói thế kia, hay bất kỳ vấn đề gì đó chúng ta làm nên để tạo, làm nên để tạo ra giá trị lương tâm, nó không phải là đúng. Và mọi vấn đề chúng ta làm đều tạo ra giá trị cho mọi người để có một hạnh phúc, mọi thứ tốt đẹp. Nhưng cái tụt cùng, cái cuối cùng con đường nó đều là vì chính mình, làm để chúng ta không hổ thẹn bản thân, làm để chúng ta cảm thấy lương tâm, chúng ta không áy náy dây dứt. Và chúng ta thường có một câu nói, và chúng ta thường nên hành động theo một cách như sau: nghe vô thức trong đó có nhận thức. Tại sao lại như thế? Nghe vô thức là khi chúng ta chỉ nghe người khác nói và chúng ta không suy nghĩ gì. Như vậy thì trong cái nghe vô thức đấy, nó sẽ có tự nhận định ra được cái có ý thức, có nhận thức trong bản thân và trong tư tưởng chúng ta. Nghe vô thức khác với nghe có ý thức. Chúng ta hay nhớ là nghe vô thức khác với nghe có ý thức. Nghe vô thức là nghe có nhận thức, còn nghe có ý thức là nghe chọn lọc, là chúng ta nghe chỉ nghe lời chứ không nghe ý. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng gặp phải trường hợp là hiểu sai vấn đề. Và cái câu chuyện cuối cùng của tôi nói đây là bản thân chúng ta đều có lương tâm, mà lương tâm ở đây chúng ta được dựa trên chuẩn mực của xã hội, dựa trên niềm tin, và nó không có sự hổ thẹn hay là áy náy hay là dây dứt ở trong câu chuyện hay trong mọi vấn đề chúng ta làm, mà là đều tạo ra giá trị cho tất cả mọi người, và cái kết quả là đáp ứng thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng mọi cái vấn đề chúng ta suy nghĩ. Đấy là cái lương tâm mà tôi tìm hiểu của bài hôm nay. Thì hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái luân lý đạo đức. Thì cái này tôi sẽ nói ở cuối hôm sau, thì mỗi một buổi học chúng tôi sẽ nói kỹ. Như vậy cái kết quả tôi đã khẳng định với mọi người rồi, thì rất là vui khi được mọi người xem một cái video này, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.